Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Cung điện giữa hồ. Ý của sư đệ là tàn hồn của Hắc Nha thần quân lúc này đang ở trong cơ thể của một người nào đó sao? Đúng vậy. Và lại ta nghi ngờ hắn đã đoạt xá thành công rồi. Tàn hồn của Hắc Nha thần quân muốn sống chỉ có thể tiếp tục đoạt xá. Mà châu nghị của Đại Thiên Quyết, Đại Thiên Huyết Địa này là người có căn cơ huyết đạo, cho nên khả năng là Hắc Nha thần quân đã chọn hắn là lớn nhất. Huyết chiếu kinh chó má gì, xém hỏng đại sự của ta. Bùi Văn Hiên này lại tự mình thoát ra từ trong tàu hỏa nhập ma, là bản lĩnh của hắn hơn người, hay là người bị Hắc Nha thần quân đoạt xá, thật ra là hắn. Lợi hại, ngươi cũng thoát ra rồi, xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi. Chính là ngươi rồi, lão tặc, chịu chê đi. Tiểu tử thối tha lại dám chơi đánh nén. Đầu của ngươi đừng muốn nữa. Sư đệ, cẩn thận. Ê, lão thất phu, ngươi bị lừa rồi. Ta ra tay với Bùi Văn Hiên là giả, dụ ông mới là thật. Thú vị, tiểu bối quả nhiên, ta là nhìn với con mắt khác. Chẳng qua bổn quân này đã được cơ thể này, tiểu bối e là phải chịu thiệt rồi. Người này không phải là Châu Nghị, hắn bị đoạt xá rồi. Đúng vậy, người đó hấp thu truyền thừa của huyết đạo chân chính, chờ khí huyết của tất cả mọi người bị hút sạch, chúng ta không ai sống được đâu. Liên thủ giết hắn. Tiểu bối rất là ngông cuồng, ta đã có cơ thể, người tưởng người có thể tự đắc như trong thức hải hay sao? Khí huyết của thanh niên dồi dào, bổn quân để các ngươi xem thử uy năng thật sự của huyết chiếu kinh này. Tiểu bối, chịu chết đi. Chó già không biết sống chết, lại dám ra tay với ta. Lần này chết rồi chứ. Là danh bài thân phận của các đệ tử trung tâm của Động Thiên Phúc Địa. Trong những danh bài này, phong ấn hộ thân thần thông do sư trưởng ban cho, uy năng này quả nhiên ghê gớm. Trời, chết đi sống lại. Đại diễn bất diệt, huyết chiếu kinh quả nhiên là danh bất hư truyền. Đất thành hai khúc rồi còn có thể bò dậy. Đây còn là người hay không? Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn quả thật không phải người. Huyết chiếu kinh này không đơn giản. Các ngươi cẩn thận. Tiểu bối đừng phản kháng nữa. Dựa vào bản lĩnh của các ngươi không ngăn được bổn quân đâu. Hà tất phải lãng phí tinh lực chịu khổ cơ chứ? Hay là ngươi thả ta đi, ta tha ngươi một mạng. Ơi, chết đến nơi rồi mà còn giả vờ. Để bổn quân lấy ngươi khai đao đầu tiên. Cung điện Hồ Tâm. Vậy bản tọa sẽ lấy ngươi để khai đao vậy. Phá. Kim Mô Chân Hỏa, ngươi vậy mà lại ngưng luyện được thần hỏa có khả năng hủy diệt vạn vật. Lão thất phù, chịu chết đi. Lão Đông Tây này chơi xấu. Thượng phẩm thổ hành lại có Kim Mô Chân Hỏa. Ồ, chí hướng của ngươi thật không nhỏ nhỉ. Bản lĩnh của ta không chỉ là một chút thôi đâu. Tiền bối sẽ phải chịu khổ đấy. Tiểu tử đồng quá ngông cuồng, đợi lát nữa sẽ khiến ngươi quỳ xuống chịu thua. Tặng thần quân một phần đại lễ, mời thần quân tiếp lạp. Lúc đó nghe nói Dương Khai một chiêu đánh bại Ngọc Na Sát ở Tu Na Trường, vốn tưởng rằng Dương Khai này nhất định đã sử dụng thủ đoạn âm hiểm gì đó, không ngờ rằng thực lực của hắn lại kinh người như vậy. Sư đệ, hơi thở của Hắc Hạc thần quân rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất để thừa thắng xông lên, chúng ta giết. Tiểu bối, ngươi đợi đấy, đợi bản quân bổ sung lại một chút, lại đánh cùng người. Không ổn, hắn muốn chạy trốn, ngăn hắn lại. Ở ngoài đại điện này hội tụ cả 100.000 võ giả, nếu như để Hạc thần quân này thôn phệ khí huyết của cả ngàn người, ba người chúng ta sẽ không thể nào là đối thủ của hắn. Lão thất phù, chạy đi đâu. Bên ngoài cung điện của Hồ Tâm. Người đâu, ai đến cứu ta một chút. Đại Thiên Huyết Địa, ta sẽ có thưởng lớn. Chạy mau, kẻ này không phải Châu Nghị, chính là thần quân đoạt xá trùng sinh. Cẩn thận huyết vụ. Chạy, chạy mau đi. Tiểu bối, làm hỏng đại sự của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi tan xương lát thịt. Hắn đang thôn phệ khí huyết chi lực ở trong huyết hồ.
đợi hắn hồi phục sức mạnh rồi chúng ta chắc chắn sẽ chết. Sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau đấy, ngày sau sẽ gặp lại. Bùi Văn Hiên này vậy mà lại bỏ chạy vào thời khắc mấu chốt. Chúng ta cũng đi mau thôi, khốn nạn, ngươi đuổi theo ta làm gì? Bùi huynh, chúng ta dù gì cũng coi như là đã từng đồng sinh cộng tử, hắc hạc thần quân này, phiền Bùi huynh ngăn cản chút vậy. Mẹ nó Dương Khai, ngươi còn có thể khốn nạn thêm chút nữa hay không? Mẹ nó, lão tử liều đây. Nửa ngày sau, Dương Khai khốn nạn này, rồi sẽ có một ngày lão tử nhất định là sẽ băm ngươi thành ngàn mảnh. Thêm một ngọn núi nào đó, trên một ngọn núi cao nào đó, vừa hay để mình và sư tỷ ở lại trong huyền giới tu dưỡng, lúc này hành động một mình sẽ tiện hơn. Bị phát hiện rồi. Hắc Nha thần quân, đáng ghét, vậy mà vẫn chậm một bước. Hắc Nha thần quân, tiểu tử thối, tìm thấy ngươi rồi. Ê, lão cẩu, ăn một thương của ta đây. Dũng khí của tiểu tử này, ấy tiếc là vẫn vô dụng mà thôi. Giờ ta xem ngươi chạy đường nào. Chết tiệt, huyết khí trong huyết vân này tràn đầy cực độc. Kim Mô Lai chú thuật, thượng phẩm thượng thiên nhập địa, duy ngã độc tồn. Còn tưởng tiểu tử này chỉ mới chớm vào khai thiên mà thôi. Ai ngờ giờ hắn đã có thần thông pháp tướng của riêng mình rồi. Không ngờ lại có một ngày bổn quân có thể giao đấu với hậu bối hàng vạn năm sau. Tiểu tử, chẳng qua số ngươi đến đây là tận, xuống ngâm phủ rồi đừng có mà ngoi lên ám ảnh ta nhé. Thần quân đông mà chết, hẳn thì ta cũng không đi thu xác của ông đâu. Khẩu khí lớn đấy, xuất chiêu đi. Bổn quân thừa nhận thực lực của ngươi không tồi, nhưng tiếc là với cơ thể người trần mắt thịt như thế mà cũng đòi đấu với ta sao? Lão đầu này đã hấp thu khí huyết ở trong huyết trì hồ. Trừ khi khí huyết cạn kiệt, nếu không ông ta vẫn sẽ là sự tồn tại bất tử. Tiểu tử, ngươi là thiên tài cái thế khó lắm, bổn quân mới có dịp tương ngộ. Dù gì ta cũng là người trọng người tài, chỉ cần ngươi thuận ý đi theo ta thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, thế nào? Ta Dương Khai không bao giờ chịu khuất phục bất cứ ai. Lội thân ta không địch lại ông, thế xem đạo thần hồn của ông có chịu được không? Ông đừng có mà lầm mơ, đợi lão tử một chiêu Kim Mô chân hỏa hóa ông thành cho luôn. Tiểu bối, lần này ta tha cho ngươi, lần sau để ta bắt được thì cẩn thận cái đầu ngươi đấy. Đi hết lỗi rồi, thần hồn của Hắc Nha thần quân còn lại chỉ là tàn hồn. Quả nhiên thần hồn chính là điểm yếu của ông ta. Lần này đánh mất cơ hội để diệt trừ não đầu đó, lần sau không dễ dàng như vậy nữa đâu. Dương sư đệ sao lại bị thương vậy? Tại chân phải vấp phải vào chân trái bị ngã đó. Đùa thôi, mất mặt quá, mình sắp không chịu nổi rồi. Dương sư đệ, nửa tiếng sau. Sư tỷ, thả đệ xuống đi, đệ tự đi được. Để não đầu thối chuồn mất thì thôi đi, giờ lại để cho sư tỷ cõng chạy băng băng. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì biết giấu mặt vào đâu. Lão già đó vẫn còn đuổi theo chúng ta. Không phải Hắc Nha thần quân đâu, sư muội, sư huynh không cố ý làm khó muội đâu. Nhưng muội thả Dương Khai xuống đi, muội có thể tự đi trước mà cần gì phải khổ sở như vậy. Doãn Tân Chiếu của Hiên Viên Động Thiên, hắn làm cái quái gì ở đây vậy?